Chị tên gì? Chị chia sẻ cho cô chú anh chị được biết không? Em đi ở nhà thì tên Kha, còn đi hát dục kê, hát đoàn Sơn Nguyệt Quang. Em tên Lý Thị Công Pịt, làm hề á. Tươi yếu lắm, vui lắm. Tê nhâm mau thật thị Lý Công Pịt. Xa cái gì ta? Xa cái 11 nhâm xa thế. Bọn chân tê dây ta chẳng mơ nhâm là đó, dạy mà khleo dây ta sẽ đập. Tực hồ cạnh thơ ra đỡ bệnh chung chạp đôn ta dùng tung đam sân cây. Tực hồ cạnh thơ đời chơm đơn côi gót muôn đầy lũ buồn. Đèn điểm bông mưa nhạt nhò hồn lắng tâm tư. Đi vào di hoàng đường tình không chung lối, mang nỗi tiếc cho nhau. Cũng khá hấp dẫn cả nhà. Rau bún này rau bún đồng mà. Rau bún đồng nó đi hái thất thì đó. Còn canh chua thì cũng sử dụng từ trái trái giác thôi để cho có cái vị chua. Song quáp ca mà rung, mùi rùi khép chung, ôn chô đần đần. Prom mâm prom bơ ai cầm khăn, prom mâm prom bơ ai cầm khăn. Chào cô chú anh chị với khán giả với mặt thần Quân đang theo dõi trên video của Hoàng Trung TV. Hôm nay Trung cũng đã hoàn thành ngôi nhà của chị Kha rồi nhé cả nhà. Ngôi nhà rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Thì hôm nay Trung cùng với lại anh Thầu là anh Bích xuống đây để bàn giao ngôi nhà và cũng như là đọc danh sách cô chú anh chị mạnh thần Quân đã giúp đỡ cho chị Kha và thêm nữa là thanh toán cái phần tiền còn lại cho anh Bích. Rồi thì tất cả hạng mục trong ngôi nhà bây giờ là hoàn thành đầy đủ hết chưa anh Bích nha? Xong hết trơn ha. Dạ, để em gắn cái mic cho anh Bích để mình trò chuyện qua một xíu nữa thì mình sẽ đi từng chi tiết ngôi nhà cho cô chú anh chị xem. Rồi sau đó xong hết trơn thì em sẽ thanh toán những cái số tiền còn lại cho anh Bích. Rồi, thì ở đây Trung cũng mời cả nhà mình cùng theo dõi video cái ngôi nhà của chị Kha đẹp như thế nào nhé. Rồi, thì ở đây mời cả nhà mình cùng di chuyển vào trong. Đầu tiên nhất anh Bích chia sẻ là cái phần nước thải đó. Có nghĩa là mình đã làm một cái đường ống từ sau qua đây luôn hay sao anh Bích ha? Cái này, nước thải thì từ anh sau nó ra tới ngoài sông luôn. Là anh có đặt một cái đường ống từ phía sau nhà rồi tới ra sông này luôn ha? Rồi ra sông luôn. Dạ, đây thì cũng để hạn chế cái vấn đề mà nước không có đường thoát nước. Nên thì ở đây qua bên đất người ta. Là lấy từ cái phần nhà sau ra ngoài đây luôn ha? Từ ống bên ngoài đó ra trước sông này luôn cả nhà. Rồi, tiếp theo đây cái phần cổng ở đây thì cũng làm bằng cái lưới này thôi ha, để ông mời thôi ha. Dạ. Thì cái công trình này là công trình phát sinh sau này của cả nhà. Ở đây thì trước đó là mình chỉ là nhận làm cái ngôi nhà là trị giá 100 triệu và sau này cũng như có phát sinh làm cái phần nhà sau, chán nền với lại làm cái lưới ha. Rồi, bây giờ thì mời cả nhà mình cùng vào trong. Rồi chị Kha. Đang chọn giải phán. Rồi chị Kha chào cô chú anh chị, chào khán giả đi chị Kha. Dạ, chào cô chú anh chị và bà con cô chú mình. Dạ. Dạ, rồi hôm nay vui dữ không? Hôm nay là cũng như là hoàn thành hết trơn rồi. Hôm nay là tới cái ngày mà vui nhất
cũng như là cái ngày mà mình sở hữu cái ngôi nhà của mình rồi ha. Nay chị Kha vui dữ không? Vui dữ lắm, mừng nữa. Rồi bây giờ trước tiên bây giờ để em đi một vòng nhà cho cô chú anh chị xem cái đi, rồi mình sẽ đọc cái danh sách cũng như cảm ơn đến cô chú Mạnh Thường Vân, và thêm nữa cũng thanh toán cái tiền cho anh Picture rồi, tại bữa giờ cũng làm xong rồi mà chưa có dọn dẹp sạch sẽ cho nên chưa có dám trả tiền ảnh, nhiều khi sợ có những cái công trình nào đó nó không ok á, mình trả tiền xong ảnh đi luôn sao. Anh này nói giỡn thôi nha. Rồi bây giờ mình đầu tiên với cái phần hàng rào ở đây thì nói chung cũng chỉ làm lưới bay bốn bơi thôi, với lại cái phần tráng nền hăng cả nhà. Rồi bây giờ tiếp tục vô cái phần nhà đi anh Phích, bên đóng mở cửa này kia cho cô chú anh chị xem coi cái chắc chắn cái ngôi nhà mình như thế nào không. Cứ ngắt ạ. Dạ, với lại nữa khóa cửa này kia là chị Kha biết hết chưa chị Kha? Rồi ở đây thì anh Phích chia sẻ cái cửa này là cửa như thế nào, giờ chúng ta nhiều bấm vào trong phá nè. Bút chị phá ra. Ở đây là cửa nhôm nhôm sữa hay sao anh? Nhôm trắng sữa. Nhôm trắng sữa ha. Rồi, cái này thì cái gì diện tích á? Cửa ngang 1m2 cao 2m2. Dạ. Ngang 1m2 cao 2m2 ở cả nhà. Ở đây thì cửa sổ cũng khá là rộng ha. Cửa sổ lên 10 12. Rồi, đây cả nhà. Mở ra mở vô cho cô chú anh chị xem. Cái này thì cũng bữa giờ chị Kha thấy cũng lau chùi kia ha. Nữa có gì mình sẽ lau chùi dọn thêm nữa nha. Nó màu hồng. Dạ. Ok, vậy nói chung cái phần mặt tiền thấy cũng khá là đẹp hơn cả nhà. Rồi là phong thì đóng ra trước này luôn. Ở đây anh có để thêm một bóng đèn à? Đó. Dạ. Bóng đèn chứ. Này thì bóng đèn âm vào cái trần ở trên luôn cả nhà. Để nó sáng lên chứ. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình vô trong ha. Thì cái mẫu nhà cũng như là cái diện tích này mình chung cũng làm theo mẫu kiểu của nhà của F Mộc Chân á cả nhà. Thì cả nhà cũng như có theo dõi video của chung á thì chắc cũng xem nhiều những ngôi nhà rồi, nên mấy căn nhà sau này chung làm cũng dựa vào những cái mẫu hơi cũ á, cũng như là trước kia anh Hải có xây á, thì chung cũng có dựa theo đó để làm, để mình lấy cái diện tích cũng như là cái kết cấu ngôi nhà cho nó phù hợp. Ở đây thì chị Kha ở một mình cho nên thì mình làm chỉ có là 8m, cũng như là giống như nhà của F Mộc Chân. Rồi ở đây thì trong phòng khách nha cả nhà, thì chung cũng cho chị Kha đem tủ này kia, và ở đây cũng có tivi. Cũng được Mạnh Thường Vân chị Mùi ở Mỹ cũng giúp cho chị Kha đồ cũng khá nhiều. Rồi ở đây phía trong này anh Phích chia sẻ về điện nha. Này túp lô này chống giật. Đây túp lô. Dạ. Ở đây thì anh chế cái công tắc ở đây là bóng đèn ngoài một cái, ở trong này hai cái hả? Một cái này là một công tắc, là anh xài hai cái bóng đèn hay như thế nào? Hai cái. Dạ. Rồi cái phía kia là ở phía ngoài. Ngoài. Dạ anh bở lên để kiểm tra cho nó sáng này kia đầy đủ. Rồi cái chống giật anh thử coi để cho nó hoạt động coi ok không. Dạ, khi nào mà có chạm điện á là bắt đầu nó bật xuống anh. Dạ, cái này là nút thử hay sao? Nó có nút gì? Có nghĩa là nó nút có nó chặn lại. Dạ, khi mà có điện cũng như là chạm nó sẽ tự nó ngắt điện hết. Nó ngắt nút này nè. Rồi ở đây thì cũng đó là chống giật á chị Kha. Khi nào muốn như là có vấn đề trong nhà nó sẽ cũng như là nó tự ngắt cho mình. Rồi, ok. Phòng khách này cũng khá rộng á cả nhà. Nói chung là có để được thứ tivi với lại một cái tủ. Dạ. Và thêm nữa ở đây thì cũng có cái bàn thờ ở đây, là mình cũng cho ảnh làm đơn giản thôi, tại vì mình không có đổ đan. Rồi, thêm nữa hôm nay chị Kha, đây là chị Kha. Cái tấm hình này cũng được em Hoàng Thanh là bên Ân Thiệp á có tặng cho chị Kha cái tấm hình này nha. Dạ dạ. Đó. Rồi chị Kha cũng cảm ơn em. Dạ Thanh em sẽ cảm ơn anh Thanh nhiều lắm. Dạ chúc anh Thanh mừng ăn phát tài. Dạ rồi. Dạ. Rồi thì bây giờ mình tiếp tục mời cả nhà để vào trong ha. Đây anh Phích đây, chia sẻ trong cái phòng này. Này thì cái gạch lót này đó là chị Kha tự lựa luôn hay là sao? Tự lựa anh. Dạ. Trong đây thì anh làm cái ổ điện ha. Ổ cắm đặng sạc điện thoại đâu. Dạ. Cái cửa sổ số lùa. Dạ. Dạ ok. Ở trong đây thì cái bóng đèn là mình sử dụng trong bóng đèn ở phía ngoài luôn hay sao anh? Trong chỗ bếp. Dạ. Rồi cái này thì cái cửa cũng sử dụng cửa nhôm màu trắng. Nói chung toàn bộ ngôi nhà ở đây là anh sử dụng cửa nhôm trắng sữa này hết ha. Hết nguyên cái nhà. Nhôm này thì nói chung cũng khá chắc hết cả nhà.
chắc hơn mua ở nhập liệu mình đặt làm. Cái này là sao? Mình đặt làm á. Cái này là mình đặt làm à, còn là nó cứng hơn à? Cứng hơn mình mua ở giữa. À, còn mình nếu mình mua sẵn là nó mềm hơn hay sao? Nó mềm hơn, mình nó bắt con ốc vít này. Của mình có hai con này. À, ốc này là sao ta? Nó không xài cửa, nó không chì xuống. À, giờ rồi để em đóng thử rồi, đây chị Kha. Rồi ok. Nói chung là thấy cái nó hơi cứng hơn ha. Cũng như là nếu mà mình mua sẵn cái kia thì em thấy hơi dạng nó mềm xèo. Con ốc mà. Mình bắt nó hai con nó cứng nè. À, nhờ bắt hai con này nó sẽ cứng hơn ha. Rồi ok em. Rồi. Rồi tiếp tục theo đây là cũng được chị Mùi bên Mỹ cũng tặng cho chị Kha luôn cái tủ, chị Kha mở tủ cho cô chú anh chị xem chút đi chị Kha. Wow, quá trời đồ chị Kha hả? Đẹp quá. Nhiều chứ ha. Ồ, giày dép tùm lum la hết trơn, mỹ phẩm luôn á. Quá trời rồi cả nhà. Cái này là đầy đủ luôn, không có thiếu một cái gì hết luôn á. Rồi ở đây luôn cũng quần áo luôn á chị Kha. Đầm quần áo. Wow, quá trời luôn ơi cả nhà ơi, đầm quần áo tùm lum la hết. Cái này thì chắc có đi đám tiệc hay này kia là chị Kha dùng ha. Dạ. Rồi ok. Rồi, mời anh Pích mình ra sao đây Pích này. À, thêm nữa thì phía bên đây là cũng cho làm cái cửa sổ đường đi để cho nó thoáng nha cả nhà. Rồi đây cũng có tủ lạnh nha. Rồi tiếp theo phía đây thì mình làm cái kiểu nhà này cũng giống như nhà ép một chân, thì ở phía sau là có một cái bếp. Đó, nhưng mà vì bếp lúc trước thì mình có sẵn rồi cho nên mình chỉ tận dụng cái này để đồ. Ở đây thì chị Kha tính để gì đây chị Kha? Chị để nấu cơm chứ để nước suối để chị dùng nữa. À, nấu cơm chứ để nước suối này kia ha. Này thì có cái ổ điện để mình nấu cái nồi cơm điện ở đây luôn. À, anh Pích tắt mở điện cho cô chú anh chị xem để nó ok không. Dạ, cái này là một cái bóng này là xài hai cái đèn ở đây luôn. Dạ, còn cái này là xài sao ạ? Cái này toilet. À, xài toilet. Rồi mời cái nhà đi gặp phòng nhà sau ha. Rồi. Rồi cô chú anh chị thì nhà thì mình chỉ là thỏa thuận hợp đồng làm là chỉ là ngang 4 dài 8 là cái phần nhà thôi. Còn phần toilet á thì mình có cho anh Pích là làm cũng như là lòi phía sau. Đó. Ở đây thì anh Pích cũng hướng dẫn cho chị Kha sử dụng hết chưa anh Pích? Thì đang chỉ nè, chỉ mới xong. Dạ. Yeah. Ừ. Cái bồn cầu thì mình nhớ lúc này nha. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi mấy dòi này là chị Kha biết xài chưa? Dòi thì chỉ bóp cái nút này. Dạ. Yeah. Yeah. Ok, dạ. Yeah. Rồi nói chung là cũng có dòi xe này kia nhưng mà ở đây tại vì không có nước lọc cả nhà nha. Ở đây mình cũng chỉ sử dụng cái bồn á cho nên cái lực nước nó cũng hơi yếu nè cả nhà. Đó. Rồi. Rồi chị Kha cũng có sử dụng chưa bữa giờ chị Kha? Dạ. Chị Kha có sử dụng chưa bữa giờ? Có sử dụng cái toilet chưa? Có sử dụng rồi ha. Dạ. Dạ ok chị. Rồi thì ở đây thì cái không gian nhà sau nhé cả nhà. Đây là cái phần phát sinh nhé cả nhà. À, phát sinh sau này anh Peter chia sẻ cho cô chú anh chị nghe. Cái phần phát sinh mình làm như thế nào? Phát sinh là cái mái trên đó với giường vách, với trán dưới. Dạ. Với làm cái đồ để trán cho chị. Dạ. Sàn nước. Ừ. Rồi, nói chung thấy phía sau này tận dụng như thế này làm cũng thấy cái không gian nhà mình nó rộng ra chị Kha ha. Dạ. Dạ. Ở đây thì cái bếp này cũng như chị Kha có trước rồi. Lúc đó thì cũng như là chưa có xây thì cũng có được cô chú tặng cái bếp này rồi nên mình tận dụng lại. Ở đây cũng có cô chú nói là đặt cái này tránh cái chỗ toilet thì ở đây là phần cái cửa toilet là nó không có ngay vào chỗ bếp của cả nhà. Nó lệch cả nhau nha cả nhà. Đó. Thế rồi còn cái phần này là phần phát sinh sau này là làm cái tráng nền, làm cái thần nhà sau. Đó, để cho chị Kha cũng như là nấu nướng này kia rộng rãi hơn, sử dụng nước rộng rãi hơn. Rồi đó giờ chị Kha cũng có bao giờ được sử dụng cái toilet như thế này không? Không có chị, hồi nào giờ chị 52 tuổi chứ không có, chị phải đi ngoài ruộng với ngoài lùng không có. Ừ. Rồi kiểu như là từ đó giờ cũng hơn nửa cuộc đời ngời rồi chưa bao giờ có được cái gọi là đi toilet mà cũng như tốt như vậy luôn. Dạ. À, hồi đó thì cũng như là mình hay đi ngoài ruộng này kia vậy thôi ha. Dạ, chứ đi ngoài sông rồi đó, đi ngoài lùng dạ. Chỗ bùa chuối rồi đó. Dạ, giống như là ở quê á, cũng như kiểu như đi cầu cá cha vậy đó ha. Dạ, dạ. Dạ. Rồi bây giờ thì cũng chung cũng nãy giờ cũng đi một vòng trong nhà cho cô chú anh chị xem. Bây giờ mình sẽ đi di chuyển theo cái đường đây thì mình đi ra ngoài trước ha. Thì ở đây công trình phát sinh của anh Phách thì cũng có chán thêm là cái phần này nó sau này ha. Đó.
Rồi ở trên đây thì mình cũng có làm một cái bồn để cho chị Kha, cũng như là dự trữ nước để sử dụng trong cái toilet. Đó, cái này chỉ sử dụng qua cho toilet thôi. Còn cái nước mà sử dụng nấu cơm, rau này nọ thì mình cũng, chị Kha có để mấy cái lu ở đây sẵn rồi. Đó. Rồi, thì bây giờ mời cả nhà mình cùng đi ra trước cả nhà. Rồi, ở đây thì bữa giờ là chị Kha cũng dọn vô ngủ chưa? Vô ở chưa? Chưa, bữa tính bữa nay mới chị vô nhà ngủ. Dạ, bữa giờ là cũng chưa vô ở luôn hăng. Dạ. Mà bữa giờ cũng khá là mệt rồi, tại vì dọn dẹp rất là nhiều á cả nhà. Rồi ok, thì bây giờ thì Trung cũng nãy giờ đi một vòng cho cô chú anh chị xem rồi ha. Bây giờ mời em Bích đứng đây nè. Rồi chị Kha cũng đứng đây luôn ha. Để giờ mình cũng gửi lời cảm ơn đến cô chú Mạnh Thường Vân đã giúp đỡ cho mình có cái ngôi nhà này. Yeah. Rồi cô chú anh chị ơi, thì nãy giờ mình cũng đi một vòng ngôi nhà, cũng chia sẻ toàn cảnh cái ngôi nhà của chị Kha cho cô chú anh chị xem rồi ha. Thì bây giờ Trung cũng xin đọc cái danh sách cô chú Mạnh Thường Vân cũng như đã gửi tiền đến để giúp đỡ chị Kha. Thì ở đây Trung cũng xin đầu tiên cảm ơn đến Mạnh Thường Vân giấu tên có giúp đỡ là 2 triệu đồng. Chị Trần Thị Oanh ở An Giang giúp 1 triệu đồng. Chị Mỹ Linh giúp 400 ngàn đồng. Cô Đinh Thị Dung và Nguyễn Thị Minh Thư ở bên Úc là giúp 40 triệu đồng. Trong đó là cô Đinh Thị Dung giúp 37 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Minh Thư giúp 3 triệu đồng. Hồng Nguyễn giúp 500 ngàn đồng. Facebook Mỹ Thơ giúp 200 ngàn đồng. Chị Hồng Ngọc ở Cần Thơ giúp 500 ngàn đồng. Và số tiền còn lại còn thiếu bao nhiêu để đủ 100 triệu thì cũng được chị Mùi bên Mỹ tài trợ. Thì chị Mùi giúp đỡ là 55 triệu 400 ngàn đồng. Thì tổng số tiền là 100 triệu đồng để xây dựng cái ngôi nhà này. Và cái công trình phát sinh thêm thì cũng như là hôm bữa cũng có nói với là anh Bích thì làm thêm cái phần tráng nền với lại cái nhà sao á. Thì anh có nhận giá là 8 triệu đồng. Nha. Đúng rồi. Dạ. Thêm nữa thì Trung cũng có cho mua một số đồ để mà phát sinh để làm đó. Trung có mua thêm cái bồn nước và cái ống nước với lại mua thêm cái dây B40 này. Thì hết là 2 triệu nữa thì số tiền là 10 triệu. 10 triệu ha. Thì cái này là tiền phát sinh riêng là 10 triệu thì em sẽ thanh toán anh cái phần phát sinh. Ha. Đây là cái số tiền 10 triệu đồng. Anh đếm lại. Chung. Đếm lại cho đủ số tiền. Khỏi đếm, Trung đếm của anh, đếm khỏi đếm. Ừ. Và thêm nữa thì cái phần tiền xây dựng ngôi nhà là anh Bích cũng nhận giá thầu là 100 triệu đồng. Thì cái anh ứng là bao nhiêu tiền anh chia sẻ? 60. Ừ, thôi bây giờ 60. Là mình sẽ còn 40 triệu ha. Em sẽ thanh toán cho anh đủ số tiền này luôn. Đây là cái số tiền là 40 triệu đồng cả nhà. Thì mình cũng trao cũng như là thanh toán cho đủ cái số tiền để anh Bích cũng như là xây nhà. Ở đây chị Kha, đây là số tiền cũng như là chị Kha cầm số tiền này để trao cho ảnh đi. Tại vì số tiền này cũng là cái số tiền của Mạnh Thường Vân giúp cho chị Kha đó để xây dựng cái ngôi nhà này. Giờ mình rồi anh đếm lại cái số tiền này kia đi cho đủ ha. Khỏi đếm. Khỏi đếm ha, này là lâu. Đếm lâu ha, bây giờ là có gì không có chịu trách nhiệm nha. Dạ. Cả nhà thì ở đây thì anh Bích anh cũng khá là hiền, cũng không có mấy gì biết nói chuyện á, nên cũng mong cả nhà mình thông cảm ha. Ở đây thì ảnh làm thì ảnh trong cái quá trình làm thì chị Kha thấy anh các anh em thợ làm như thế nào, chia sẻ chút đi. Chị thấy các anh em thợ làm nhà cho chị là nhà làm kỹ rồi làm như cái tình nữa. Ừ. Với lại nữa thì ở đây thì anh Bích anh cũng không có mấy gì rành tiếng Việt, nói cũng không có được lưu loát á, cho nên thì cũng mong cả nhà mình thông cảm. Đó, thì bây giờ thì cái số tiền cũng thanh toán đủ cho anh rồi ha. Rồi. Thêm nữa cái phần phát sinh cũng thanh toán đủ. Rồi thì ở đây thì Trung cũng xin cảm ơn đến chị Mùi ở bên Mỹ cũng như là đã tặng cho chị Kha một cái số tiền rất là lớn để xây dựng ngôi nhà này. Và thêm nữa tặng cho chị mua thêm đồ cho chị. Thì ở đây Trung cũng xin đọc cái thêm cái phần tiền mà được chị Mùi giúp đỡ. Thì phát sinh nhà đó là 8 triệu đồng. Và với lại mua mấy cái vật tư này nọ đó là 2 là 10 triệu phát sinh đó. Và cộng thêm nữa là chị Mùi cũng có mua thêm tủ nệm là 3 triệu 280 ngàn đồng. Với lại có mua thêm cho chị Kha là tivi và tủ lạnh là 7 triệu 780 ngàn đồng. Tổng số tiền mà chị Mùi giúp cho chị thêm mấy cái đó đó là 21 triệu 060 ngàn đồng. Và cái phần phát sinh mà mua đồ này kia là 21 triệu 060 ngàn đồng là số tiền này là được chị Mùi bên Mỹ giúp cho chị ha. Rồi thì bây giờ chị Kha cũng gửi lời cảm ơn đến
cô chú anh chị Mạnh Thường Quân và cũng như là nhất là chị Mùi đã giúp cho chị một cái số tiền rất là lớn để có được cái ngôi nhà và cũng như đồ đạc đầy đủ như thế này ha. Mình gửi lời cảm ơn đến chị Mùi và cũng như một số cô chú anh chị nữa. Dạ, trước ra mà Kha xin cảm ơn cô chú mình, chị Mùi là một năm mới được an khang thịnh vượng dần sự như ý, là cảm ơn các chú, các chị, các anh, các bác ở Mạnh Thường Quân và cảm ơn rất là nhiều, là chúc các làm ăn tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Rồi thì hôm nay cũng đã hoàn thành xong xuôi hết trên ngôi nhà rồi ha. Thì bây giờ mình cũng nữa dọn vào ở rồi tiếp tục cái công việc bán vé số của chị Kha ha. Bữa giờ chắc nghỉ cũng lâu quá, không biết chủ người ta có la rầy hay là người ta có nói gì không đây. Dạ, Kha cũng có xin rồi, nói chừng nào làm nhà xong rồi mới đi lãnh vé số bán tiếp thôi. Ừ. Yeah. Rồi. Ở đây thì ông với anh Bích có lời gì đến cô chú anh chị cũng như quá trình mình xây dựng ngôi nhà đây không ạ? Chúc cô chú mạnh khỏe. Dạ. Rồi thì hy vọng là sắp tới đây sẽ có nhiều công trình cùng hợp tác với lại anh Bích. Hoàng Trung. Ừ. Bây giờ em cũng cảm ơn anh Bích rất là nhiều và cùng với lại các anh em đội thợ cũng đã cố gắng xây dựng ngôi nhà cũng rất là khang trang và vững chắc cho gia đình chị Kha. Nha, cảm ơn anh rất là nhiều ha. Hy vọng là tiếp theo cũng sẽ được hợp tác cùng với anh để làm những ngôi nhà tiếp theo. Rồi. Rồi bây giờ thì Trung cũng bàn giao ngôi nhà cũng như là thanh toán tiền và công bố danh sách cô chú Mạnh Thường Quân cũng như số tiền xây dựng ngôi nhà đến với cô chú anh chị. Và Trung cũng xin thay mặt đến gia đình của chị Kha đầu tiên cũng gửi lời cảm ơn đến chị Mùi bên Mỹ cũng đã gửi một số tiền rất là lớn để xây dựng cái ngôi nhà cho chị Kha. Và thêm nữa và cảm ơn đến cô Đinh Thị Dung và chị Nguyễn Thị Minh Thư và cũng là một số tiền lớn, và thêm nữa một số cô chú anh chị Mạnh Thường Quân cũng như là chung tay mỗi người một ít để có được cái ngôi nhà như ngày hôm nay, thật sự là một cái điều rất là đáng quý. Và Trung cũng kính chúc cho tất cả cô chú mình luôn luôn có thật là nhiều sức khỏe, làm ăn thì luôn phát tài phát đạt và tiền vô như nước. Bây giờ Trung cũng xin kết thúc video tại đây nhé. Thì buổi bàn giao đến đây cũng nãy giờ cũng đã hoàn thành rồi. Bây giờ Trung cũng xin khép video tại đây và cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã theo dõi. Hẹn gặp lại cô chú anh chị cũng như khán giả trong những clip tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi giờ mình chào khán giả đi chị Kha ha. Rồi, chào khán giả.